lên đấy. Ngọc, anh đã bảo ngồi yên cơ mà, đừng có lén phép, cứ ngồi yên đấy. Yên đấy đã nha, chưa được đâu, anh phải chỉnh một tí đã. Để làm sao để cho nó lấy được cả ba đứa vào, được chưa? Ok rồi, cả được cả ba rồi. Thì rửa mặt quá, hai đứa này cũng hóa mặt đã từ từ, đã xong đâu.
tiên nhá, chưa xong đâu. Thấy chưa? Mít luôn. Nào, ngồi yên. Nào, nhìn vào đây tự tin lên xem nào. Thằng Thái đâu này? Messi à? Messi ngồi thẳng lên xem nào. Thái rồi. Thế đi xem nào. Ngồi thần thái là sao cho nó tự tin lên xem nào. Ai ngồi kiểu thế nào. Cười lên xem nào. Rồi, ok. Cười thật tươi. Cười lên xem nào. Ba đứa cười lên. Cười, cười nào. Phải rồi, cười tươi lên. Ok, xin chào tất cả mọi người.